mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Lại một mùa Tết nữa sắp đến rồi. Các bạn hãy vào bếp cùng với kênh Góc Bếp Nhỏ để tìm hiểu cách làm thật là nhiều món mứt cho những ngày Tết sắp tới nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món mứt đu đủ. Một món mứt nghe tên khá là lạ lẫm nhưng không kém phần thơm ngon và hấp dẫn. Các bạn hãy vào bếp cùng với kênh Góc Bếp Nhỏ để tìm hiểu cách làm món mứt đu đủ này nhé. Để làm được món mứt đu đủ, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 300g đu đủ xanh, 150g đường cát trắng, 2 thìa canh vôi tôi, 2 ống vani, 1 quả chanh, 5g phèn chua và 1 thìa canh muối trắng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây khoảng 2 lít nước. Mình sẽ cho phần vôi tôi mình đã chuẩn bị sẵn vào cùng với nước hòa tan để thu được phần nước vôi trong. Các bạn hòa cho vôi tan ra, sau đấy các bạn để cho phần vôi lắng xuống, mình sẽ thu được phần nước vôi trong nhé, lát nữa mình sẽ sử dụng. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn ở đây một chậu nước, mình sẽ vắt vào cùng với nước một nửa quả chanh. Tiếp đến mình sẽ gọt phần đu đủ. Các bạn cắt bỏ đầu. Vì đu đủ tươi nên là nó sẽ có phần nhựa. Các bạn khứa quanh đu đủ này để cho nó chảy cái phần nhựa ra. Và mình sẽ ngâm vào chậu nước chanh pha loãng đấy mà mình vừa chuẩn bị sẵn để cho nó ra bớt cái phần mủ đi các bạn nhé. Mình sẽ để ngâm trong khoảng chừng 5 phút. Các bạn có thể thấy cái phần mủ hay là cái phần nhựa đấy, nó ra rất là đục này. Mình sẽ rửa sạch phần đu đủ này. Sau đấy mình sẽ gọt vỏ. Các bạn gọt phần bỏ vỏ, phần xanh đi. Đu đủ sau khi đã gọt bỏ vỏ thì bây giờ mình sẽ thái đu đủ ra thành các miếng mỏng có độ dày khoảng 0,5 cm các bạn nhé. Sau khi đã thái đu đủ ra thành các miếng mỏng rồi thì các bạn loại bỏ đi phần hạt ở giữa nhé. Và bây giờ mình sẽ thái đu đủ ra thành các sợi nhỏ. Chiều dày cũng 0,5 cm các bạn nhé. Thái xong thì các bạn cũng cho đu đủ vào trong chậu nước và pha với chanh nhé. Chậu nước khi nãy mình đang dùng đấy. Các bạn cứ thái như vậy cho đến khi hết phần đu đủ còn lại. Và đây là phần đu đủ mình thu được. Bây giờ mình sẽ mang phần đu đủ này đi rửa lại với nước sạch. Đu đủ sau khi rửa sạch thì mình sẽ cho một thìa canh muối trắng mình đã chuẩn bị sẵn vào cùng và bóp đều. Và mình sẽ để ướp trong khoảng chừng 5 phút. Đu đủ sau khi ướp muối được khoảng 5 phút thì bây giờ mình sẽ mang đi rửa thật sạch. Đu đủ sau khi rửa sạch thì mình sẽ cho nước vôi trong vào ngâm cùng với đu đủ. Mình sẽ ngâm khoảng 6 tiếng cho phần đu đủ cứng lại nhé. Và đây là phần đu đủ sau khi mình đã ngâm với nước vôi trong được 6 tiếng. Đu đủ đã rất cứng rồi các bạn ạ. Cứng nhưng mà cũng rất là dẻo này. Sờ bên ngoài thì nó cứng hơn rất nhiều so với khi mà mình vừa mới thái ra ấy. Bây giờ mình sẽ mang đu đủ đi rửa lại nhiều lần với nước sạch cho nó hết cái mùi của nước vôi trong nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn một nồi nước cho lên bếp và đun sôi.
mình cho vào trong cùng nồi nước 5g phèn chua mình đã chuẩn bị sẵn. Khi nồi nước sôi thì mình sẽ cho đu đủ vào trần sơ qua trong khoảng chừng 3 phút. Sau khi trần sơ qua khoảng 3 phút thì phần đu đủ đã trong hơn rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp cho đu đủ ra ngoài và rửa lại nhiều lần với nước lạnh. Các bạn ngâm nước lạnh chừng 5 đến 10 phút cho đu đủ thật là nguội. Sau đấy các bạn vớt đu đủ ra và để ráo nước. Đu đủ sau khi để ráo nước mình đã cho vào trong một cái chậu. Mình sẽ cho vào cùng với đu đủ 150g đường mình đã chuẩn bị sẵn. Lượng đường các bạn có thể thay đổi để phù hợp với khẩu vị của gia đình mình, nhưng cũng không nên cho ít quá, tại vì khi mình xên thì sẽ không lên được cái phần trắng. Các bạn cho đường vào và đảo đều đường, cho đường ngấm đều vào phần đu đủ. Các bạn mua được cái phần cái đu đủ giá ấy, mà nó sắp chín ấy, nó có cái màu vàng, thì khi mình làm mất đu đủ nó có màu vàng cũng rất là đẹp các bạn ạ. Nó bắt đầu vàng đến thôi nhé, chứ nó mà sáp chín quá rồi nó mềm thì lại không thể làm được đâu. Nó vàng nhưng còn cứng đấy các bạn. Rồi các bạn đảo đều và ướp đu đủ trong khoảng chừng 6 đến 8 tiếng. Khi mà đường đã tan chảy hết ra thành nước rồi thì khi đấy mình sẽ mang phần đu đủ đi xên. Và đây là phần đu đủ sau khi mình đã ngâm được 6 tiếng. Các bạn có thể thấy đường đã tan và phần đu đủ, sợi đu đủ nó đã trong hơn rồi. Bây giờ mình sẽ mang đi xên nhé. Các bạn cho chảo lên bếp đun nóng chảo, sau đấy cho phần nước đường vào đun sôi. Các bạn chắt phần nước đường nhé và đun cho nước đường sôi lên. Trước khi cho đu đủ vào xên, các bạn nhớ cho vani vào để tạo mùi thơm cho mứt nhé. Mình đã cho vani vào và trộn đều. Phần nước đường đã sệt lại rồi, bây giờ mình sẽ cho phần đu đủ vào. Các bạn cho đu đủ vào và đun ở lửa vừa nhé. Đun đến khi mà cạn nước thì các bạn vặn nhỏ lửa xuống. Cứ sau khoảng 5 phút thì các bạn lại đảo qua một lần. Khi phần nước đường đã cạn rồi thì các bạn bắt đầu đảo liên tục nhé. Khi mứt đã bắt đầu khô lại và có phần đường trắng bám quanh mứt này thì các bạn tắt bếp và tiếp tục để chảo ở trên bếp để đảo đều nhé. Tắt bếp nhưng mình vẫn đảo đều tay. Các bạn đảo thêm chừng 5 phút
để cho cái sợi mứt khô không còn nước nữa và đường bám trắng đều quanh cái sợi mứt là được. Mình sẽ tắt bếp và cho mứt ra đĩa để cho mứt nguội nhé. Và đây là đĩa mứt đu đủ mình vừa hoàn thành xong các bạn ạ. Đu đủ thì có màu trắng trong. Đây các bạn có thể thấy bên ngoài thì bao bởi một lớp đường phủ đường màu trắng. Cũng như các món mứt khác, các bạn để cho mứt thật nguội, sau đấy cất vào lọ dùng dần nhé. Những sợi mứt đu đủ rất là dài này, mình xên không hề bị đứt các bạn nhé. Các bạn để thật là nguội thì cái màu của mứt đu đủ nó sẽ chuyển sang màu trong còn đẹp mắt hơn. Vẻ đôi phần mứt đu đủ ra ở giữa rất là mềm, giống như là mình làm mứt bí đấy các bạn. Mình sẽ ăn thử nhé. Mứt ngọt, thơm, mùi vani và rất là giòn các bạn. Ăn không khác gì mùi vị của mứt bí đâu các bạn. Rất là giòn, rất là ngon. Bạn nào mà chưa từng làm mứt đu đủ thì hãy thử làm qua một lần nhé. Đảm bảo sau khi thưởng thức thì các bạn sẽ mê tít món mứt đu đủ này. Hy vọng rằng với những chia sẻ của mình hôm nay thì các bạn có thể tự tay làm được những đĩa mứt đu đủ thật thơm ngon, thật là hấp dẫn để thưởng thức cùng với gia đình mình trong dịp Tết này. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với công thức làm món mứt đu đủ này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giờ thì chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn có một ngày lễ Tết ấm áp bên gia đình và người thân.